Xin chào các bạn, tôi cùng các bạn sẽ đến xem một số hình ảnh của một trường trung học cơ sở phía bên ngoài trường, sinh hoạt của các học sinh trước giờ vào lớp, và chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ đánh giá riêng của mình về những việc làm và cách sinh hoạt của các cháu, để chúng ta có cách hướng dẫn cho con em mình làm gì như thế nào. Đó là suy nghĩ của từng người theo từng điều kiện hoàn cảnh riêng. Xin mời chúng ta cùng xem. Xin chào. Các cháu thực hiện như thế, ăn uống giữ vệ sinh sạch sẽ, thế như thế ăn xong như thế ném rác vào thùng rác, dọn vệ sinh buổi sáng. Tạm biệt, chúc các bạn luôn vui khỏe mỗi ngày. Thật là vui vẻ.